chẳng ai là ái canh là thương yêu ai mà nhất ở trên cõi đời này
không? Thì bà đáp là thì thương yêu bệ hạ nhất rồi chứ còn gì nữa, nghe không? Nhưng mà rồi bà cũng hỏi lại, còn chẳng hay bệ hạ thương yêu ai nhất trên cõi đời này, thì ông cũng đáp là chẳng yêu đương ái cái răng nhất rồi chứ còn ai nữa, nghe không? Thì đó là cái thông thường. Nhưng mà bà lại nói thêm, bà nói là nhưng nếu bệ hạ cho phép á thì thần thiếp sẽ nói khác đi chút. Thì ông mới ngạc nhiên, nhưng mà ông nói là cũng được, để anh cứ nói. Thì bà mới thưa là muôn tôi hạ, thực ra đó thì trên cõi đời này thần thiếp chỉ có riêng yêu thương thần thiếp nhất mà thôi. Nếu mà nói gọi là nói thật tình á, còn kia là gọi là nói mà gọi là nói theo, phải không? Nói theo là phải nói vậy. Còn nếu mà nói thật tình á thì phải nói như thế này. Thì em vô nghe qua như vậy thì em thấy cũng hơi khó hiểu. Ông hỏi vậy là sao? Thì các anh hãy nói cho rõ hơn. Thì bà mới thưa là muôn tâu bệ hạ, chỉ vì thần thiếp thương yêu mình cho nên là muốn bệ hạ mới ban bố cho cái thân này nó được hạnh phúc, muốn cho thân mình có được hạnh phúc, cho nên là thần thiếp phải thương yêu bệ hạ. Thì có như vậy thì bệ hạ mới thương yêu trở lại thần thiếp và mới ban bố cho tình thương, thì thần thiếp mới được hạnh phúc. Mà cho nên vì yêu thương mình mà thần thiếp yêu thương bệ hạ. Đó, biết thấy không? Thấy là lẽ thật của cuộc đời nó là vậy đó. Phải không? Rồi, nhưng mà cuộc đời ấy ta lấy, phải không? Thì nhà ông Vua Ba Tị Nạc nghe qua sự thật yêu thương mà gọi là qua cái lời của vị phu nhân mà gọi là sủng ái nhất của mình đó, thì ông thấy là cũng hơi bàng hoàng, phải không? Tức là lâu nay chưa từng nghe, nghe những điều mà gọi là chưa từng nghe đó. Gọi là một sự thật mà nó xem như nó quá gọi là trớ trêu, phải không? Ngực ngạo, nghe không? Rồi bà mặc lại, bà lại nói tiếp, bà nói cũng như bệ hạ cũng thương yêu riêng có bệ hạ thôi. Để hiểu rõ việc này á, thì giả như thần thiếp đây mà bây giờ lại đi yêu thương một người khác thì bệ hạ sẽ nghĩ sao? Có phải là bệ hạ sẽ chém đầu thần thiếp hay không? Thì đến đó thì em vô thấy là rõ vấn đề rồi, không? Cho nên ông gật đầu nói là phải, chính vậy. Ái Khanh nói rất là đúng lý, không? Chẳng chỉ yêu thương mình chẳng thôi, ta chỉ có yêu thương tự ngã thôi, không? Tức là ta yêu thương tự ngã của ta là nhất, là hơn hết. Đúng rồi đó, tại đã thật ra như vậy, không? Ví dụ như ông vô nói là yêu thương bà nhất, nhưng mà nếu mà bà đi thương người khác thì chém đầu, thì vậy rõ ràng là đâu phải thật yêu thương bà, yêu thương ổng á, phải không? Tại vì bà yêu thương ổng cho nên ổng mới yêu thương lại, phải không? Đó, còn nếu ngược lại, chứ còn nếu thật sự yêu thương thì dù cho khác đi cũng vẫn là thương đó, là thật thương mà, thì dù trong hoàn cảnh nào là cũng thương, phải không? Còn này đúng là thương qua cái tự ngã, nào quý vị thấy không? Đó, cuộc đời nó là như vậy đó. Cho nên mình thấy là lẽ thật cuộc đời vậy, thấy còn gì mà đáng mến tiếp trong cuộc thế gian này không? Nó luôn luôn là nó vậy. Cho nên sau đó thì ông vua Ba Tư Nạc mới cùng với bà Mạc Lợi đi đến gặp Đức Phật. Rồi ông vua Ba Tư Nạc đó mới thưa thỉnh lại để coi Phật coi như thỉnh và xác minh những cái điều mà bà Mạc Lợi phu nhân nói đó. Thì qua sự trình bày của vua Ba Tư Nạc, Đức Phật lắng nghe xong thì ngài gật đầu, ngài chấp nhận lời của bà Mạc Lợi, đó là đúng, đúng là thật, đúng lý. Nhân đó thì ngài, tức là Đức Phật đó, ngài nói lên những cái lời kệ là ta đi, là ta đi xem cùng khắp tất cả mọi phương trời cũng không tìm thấy được, không? Ai thân hơn tự ngã? Tự ngã đối mọi người quá thân thiết như vậy, vậy ai yêu tự ngã chớ hại tự ngã người, thấy không? Đó, ngài nói rõ không, mình gọi là đi mà tìm cùng khắp trên thế gian này á, gọi là mọi phương trời đó, thì cũng không tìm thấy có ai mà gọi là thân thiết hơn tự ngã này. Nhưng chính tự ngã của mình là thân thiết nhất, thấy không? Và như vậy đã biết vậy rồi thì tự ngã đối với mọi người nó là thân thiết quá vậy đó, nghe không? Cho nên mình yêu tự ngã mình thì mình cũng phải biết tôn trọng tự ngã của người,
Vì ai cũng tôn trọng tự ngã hết, cho nên gọi là chế hại tự ngã người đó. Thì đó là cái cách, thấy không? Và nhắc nhở cho mọi người sống trong cái vòng tương đối á. Tương đối là phải biết vậy đó, thấy không? Mình biết nghĩa là yêu thương cái tự ngã mình quá thì người khác cũng vậy, cho nên phải vì yêu thương tự ngã của mình thì mình cũng phải tôn trọng tự ngã người khác. Đó là trong cái tinh thần tương đối, thấy không? Chứ còn nếu mà đúng theo cái tinh thần mà giải thoát á thì Phật sẽ nói khác hơn. Phải không? Rồi, nếu mà đây là nói trong cái tinh thần tương đối trong thế gian, vậy là đối xử trong cái tương đối làm vậy. Còn nếu mà tiến lên con đường giải thoát thì sao? Thì Phật dạy là phải quên tự ngã. Phải không? Nó phải quên tự ngã chứ không phải dạy mà phải yêu thương tự ngã. Nhưng mà đây mình nói trong cái tinh thần tương đối, tương đối là còn sống trong thế gian thì nó nên vậy. Mình đã yêu thương tự ngã của mình thì người khác cũng yêu thương tự ngã của họ, do đó là phải biết tôn trọng nhau. Thì đó là cách sống mà nó sẽ bớt khổ với nhau, thấy không? Rồi nó có bệnh. Thì đó, qua cái điều đó để cho thấy rằng cái lẽ thật của sự thương yêu ở đời á là như vậy đó. Vì đây không? Lẽ thật mà thương yêu ở đời đó là như vậy đó. Thương yêu qua cái tự ngã chứ không phải mà thật, thấy không? Còn nếu mà gọi là thương yêu thật á, rồi với tinh thần vô ngã đó, thấy không? Thì nó không có tích ích kỷ trong đó. Phải không? Nó cho nên nghĩa là với cái gọi là cái chỗ mà thương yêu ở đời là nó luôn luôn có mang cái tự ngã trong đó, tức là có mang vô minh trong đó, cho nên nó có chứa ít nhiều cái ích kỷ trong đó, là không tránh khỏi. Cho nên chúng ta mình có thể mình nói là yêu cái này yêu cái nọ hoặc yêu cái kia, hoặc là yêu người này yêu người nọ, nhưng đó cũng là cái hình thức gọi là thức bên ngoài, nhưng nó là thức bên ngoài thôi. Còn nếu mà xét sâu xa ở bên trong á thì nó điều qua cái gọi là cái ta này, tức là cái tự ngã này, nghĩa là cũng gì yêu cái ta này thôi, không? Đó lẽ thật nó là như vậy. Quý vị thấy không? Thì như vậy đó là lẽ thật của cuộc đời. Nếu như mà chưa biết pháp hay chưa có pháp thì luôn luôn là như vậy, không? Nhưng mà mình học Phật, các học pháp rồi á thì mình sẽ có cái nhìn nó chuyển hóa, nó sáng sủa, nó cởi mở hơn, không? Còn người không biết á thì đều là như vậy, không? Đó, tức là chưa biết pháp, chưa pháp thì là như vậy hết. Đó, như vậy thì qua cái ta này mà có yêu mến cái này cái kia hoặc người này người nọ thì những cái yêu mến đó đó, không? Là luôn luôn là có mang cái bản ngã trong đó. Cho nên nếu gặp trường hợp mà trái lại ngược lại thì sao? Đó, tức là trái ngược lại với bản ngã thì thành ra phản ứng nó ngược lại, thấy không? Đó, phải không? Đó. Cho nên thí dụ như yêu mến cái người bạn đó, thấy không? Hai người yêu mến thì sở dĩ mà yêu mến cái người bạn đó thì xét rõ ra thì bởi vì cái người đó đối xử tốt với mình. Phải không? Tức là mình yêu mến người bạn đó thì người bạn đó sẽ tốt với mình đó, thấy không? Còn nếu khi mà người bạn đó hết sự tốt với mình thì sao? Hết còn yêu mến chứ có gì đâu, nó không gì thấy không? Rõ ràng nói lẽ thật nó là như vậy. Hai người bạn mà thân nhau đó, không? Nhưng mà lâu lâu có gì đó mà nhờ là không làm thì thôi là bắt đầu là bớt thân rồi, phải không? Rõ ràng vậy đó, đâu có gì đâu. Thì đó là gọi là chuyện thường thấy ở trên cõi đời này, nó là như vậy, nha. Rồi xét rõ ra những cái sự vật xung quanh vậy đó. Người ta ví dụ mình yêu mến con chó, cái gì nhá, mình yêu mến con chó. Nhiều khi còn thấy là yêu mến con chó là còn hơn con người nữa, không? Nhiều khi anh em mà lại không thích nhau, không? Anh em mà gọi là nó có thành kiến đối với nhau, nó không có thân thiết với nhau, nhưng mà con chó lại yêu mến hơn, vậy thấy có không? Nhưng mà quý vị biết tại sao không?
À, tại vì con chó nó không biết nói. Ừ, nhớ không, phải không? Tại vì con chó nó không biết nói, cho nên nó đâu có biết nói xấu mình. Phải không? Mình vừa nhưng mà đánh nó làm nó cũng đâu biết nói xấu cho lại, phải không? Cho nên mình vẫn yêu mến nó. Chứ mà thí dụ mà nó biết nói xấu thì sao? Cũng không còn yêu nó đâu, phải nó luôn. Đánh nó một cái mà nó nói xấu cho lại thôi, thì đánh tiếp nữa, phải không? Giờ bỏ đi luôn chứ đâu có mà nuôi nữa, phải không? Nhưng mà vì nó không biết nói, vì nhớ là nó, mình có thấy là thấy cho nó thấu vấn đề nó là như vậy đó, thấy không? À, rồi mình yêu cái nhà, ha, tức là yêu thích cái nhà, cái xe là vì nó hợp với cái sở thích của mình, thấy không? À, thấy mến nó, ha, yêu thích cái nhà này, cái xe này, thích nó là bởi vì nó hợp với sở thích của mình. Còn nếu kia hết hợp thì sao? Thì bán đi thôi. Nó đâu biết vậy không? Rõ ràng điều điều qua cái ta hết, qua cái tự ngã hết. À, cho nên đây gọi là cái vô minh nhiều đời nhiều kiếp đó, nó ăn trong cái tâm thức của mình, thấy không? Cho nên rồi nó che mờ cái thấy như thật, không thấy được cái thấy như thật. Bởi vậy từ đó mà mới tạo thành ra nhiều cái phiền não, nhiều cái khổ đau cho cuộc đời giữa mình và người. À, thì cũng đều là từ cái ngã ấy mà ra. Như thế, từ ngã ấy ra, tức là yêu mến cái ta này, cái từ ngã này. Rồi, cái gì thấy? À, xét sâu về thế gian đó như vậy. À. Rồi, cũng vì cái ngã ấy mà mới có ra những cái tính gọi là ích kỷ, hẹp hòi, nó thu hẹp về mình, về ta. Bởi vì thường nghĩ yêu mình là không hết, cho nên là nó thu hẹp về mình. À, chính vì vậy mà cuộc sống nó thành ra nhiều cái ngăn cách là chỗ đó đó. Bởi yêu mến mình, yêu mến ta, cho nên rồi cái gì á thì cũng muốn thu về ta, cho ta, nghĩ đến ta, hay là cái gọi là cái của ta thì hơn hết. Như vậy thấy không? Từ đó cho nên rồi gọi là cuộc sống là thường người đưa đến chỉ biết có mình mà không biết có người, không biết có ai. Cho nên ví dụ như bình thường á, mình thấy hai đứa bé nó cãi nhau đó, không mà không có dính tay dính díu cho mình hết đó, thì mình sáng suốt mình biết đứa này là đúng đứa kia sai rõ ràng, phải không? Còn nếu trong hai đứa bé đó mà có đứa là con của mình á thì sao? Thì làm thì làm là cũng phải phán đoán là nghiêng về đứa con của mình, phải không? Cái phải là luôn luôn là nghiêng về đứa con của mình, phải không? Nó mất mất sáng suốt rõ ràng, nó mất lại thật. Rồi trồng cái cây cũng vậy, gì nhớ không? Trồng cái cây cũng muốn cái cây của mình á tốt hơn của người ta, phải không? Rõ ràng đó, trồng cái cây đó cũng muốn cái cây của mình nó tốt hơn cái cây của người ta. Nà, cho nên là thí dụ như hai nhà có hai cái giường mà kế bên đó, mà giường của mình mà nó hơi xấu xấu hơn của người khác thì sao? À, làm thích rồi. Còn như có trường hợp là còn nhiều khi còn muốn phá để cho của họ xấu bớt rồi là cho nó bằng mình, phải không? À, thành ra đó là cái tính ích kỷ đó, mang cái tính gọi là tự ngã đó. Rồi làm những công việc cũng vậy, thường thường á làm những công việc gì đó cũng muốn việc của mình á được người ta khen ngợi hơn của người khác, cái gì kiểu lại đó. Bởi vậy mà từ đó mới suy ra, suy ra thì bao nhiêu cái thứ việc ở trên cõi đời này đó là nó luôn thu hẹp về mình, bao quanh cái ta này. À, từ đó mà gọi là tạo thành cuộc sống nó có nhiều ngăn cách với nhau, như thế không? Ngăn cách là từ chỗ đó, đó. Gọi là ngăn cách với mình với người, nó thiếu sự thông cảm. Cho nên nhiều khi có những chuyện mà gọi là cũng không đáng lắm, nhưng mà cũng vì cái tính đó, không? Cứ nghĩ về mình đó mà nó thành ra mất đi những cái sự gọi là thông cảm gần gũi với nhau. Và tưởng tinh văn đó,
Ngài có kể câu chuyện, Ngài nói rằng có một bà mẹ cũng từ ái thương con. Hôm đó nhân về cô con gái sắp đi du lịch, không? Du lịch một vùng núi cũng lạnh lẽo, thì bà sợ cô ta rét, không? Cho nên rồi mới bảo cô chỗ cái con đi đó nó rất là lạnh, thì chẳng nên chỉ lo gọi là chưng diện, không? Mà cần phải mang theo nhiều quần áo, không? À. Thì cô con gái này mới đáp, không cần đâu. Lúc lạnh thì tùy tiện đến đâu thì cũng đều có thể mua một cái áo lạnh thôi chứ có gì đâu. Cần gì phải chuẩn bị cho nó nặng nề, không? À. Nhưng mà cái bà mẹ bà cũng không yên lòng, mẹ thương con mà, không yên lòng. Bà nói, nhưng mà cái nơi gọi là hàng đới xa xôi đó thì thông thường là rất khó kiếm ra một cửa tiệm, cái nơi xa xôi, không? Thì cô gái này, cô con gái này thì lại nói, thì cũng không sao đâu, con có thể kiếm một người để mà mượn cũng được, mượn cái cũng được, thấy không? À, rồi bà mẹ này cũng không yên lòng, bà nói, nhưng mà cái nơi mà càng lạnh á thì càng ít người ở, thì con mượn ở đâu ra? À, thì cô gái này lại nói, thì vạn nhất nếu mà quá lạnh thì không làm sao được thì con lập tức trở về thôi, không được dám. À, rốt cuộc là làm gì làm mà cô không nghe rồi, như thế không? À. Nghĩa là cô là cứ làm sao? À, cứ nghe theo cái ta thôi. Nào biết không? Cô gái này nè, cứ nghe theo cái ta thôi mà không cảm thông được bà mẹ, phải không? Chứ còn như thế không? Bà mẹ quá thương, phải không? Lo lắng vậy, nhưng mà cô là cứ một mực là cứ nghe theo cái mình, phải không? À, à, vì thế không để ý gì đến cái lòng tốt của người mẹ, vì thế chuyện đơn giản thôi, phải không? À, thành ra ngay mẹ con mà cũng thiếu cảm thông nha, vì thế. À, do đó mà cũng là ngay đó là cũng có sự ngăn cách rồi, gọi là chỉ biết có ta thôi, thì vậy thì không phải là ích kỷ nha. Chứ còn nếu mà cô gái chịu cởi mở chút thì dễ dàng nghe theo người mẹ thôi, chuẩn bị thêm chút đồ đạc thì dễ dàng, không có gì đâu, phải không? Thì vui vẻ cả nhà, hiểu không? Chút xíu là mà làm được, mà đâu phải là khó làm, hiểu không? Rất dễ làm, không có gì đâu, nhưng mà chỉ bị nhau bị cái tôi đó, đó bị cái ngã ấy đó, à, thì nó ngăn cách, nó che gì đấy, thì nghiêm như đó thì thấy trong cuộc sống là bao nhiêu chuyện đó là chuyện nhỏ thôi đó, không rồi chuyện lớn lớn dài dài nữa, bao nhiêu chuyện như đó, từ chuyện mà có chuyện không đáng, à, nhưng mà vì quá nghĩ đến cái tôi đó, à, thành ra rồi nó thành ra những cái nó mất đi cái cảm thông, mất đi cái sự vui vẻ. À, thì đó gọi là một cái bài học, thấy không? Gọi là bài học nhỏ để cho chúng ta nghiệm kỹ, gọi là cái vô minh của cái ngã, thấy không? Do cái vô minh ngã đó mà làm mất sáng suốt, rồi tạo thành những cái mà gọi là phiền não, những cái khổ đau với nhau, thấy không? Thì quý vị thấy rõ những cái điều đó để rồi mình kinh nghiệm trong cái cuộc sống hàng ngày, để thấy rằng gọi là chính vì cái ngã ấy quá yêu mình đó mà nó thành ra thu hẹp, thu hẹp thành ra gọi là có khi thì ích kỷ, có khi thì cứ ngăn cách với nhau. À, cho nên cái điểm thứ ba là muốn nói đến để nhắc cho tất cả đó là chính ngã ấy đó là kẻ thù của lòng vị tha. Cái ngã ấy đó là cái kẻ thù của lòng vị tha, tức là có ngã ấy thì sao? À, thì không có vị tha, còn có vị tha là quên ngã, thấy không? À, tức là quá yêu mến cái ta này thì làm sao nghĩ đến người khác được, như thế phải không? Nó quá yêu mến mình làm sao nghĩ đến người khác được? À, hoặc có nghĩ nghĩ đến thì sao? Nghĩ chút chút thôi, phải không? Tức là hạn chế. À, à, bởi vì là sợ tổn thất đến cái ta, nào gì đấy, à, nghĩa là cái ta, sợ cái ta nó mất mát, sợ nó bị thua thiệt, sợ nó bị thấp kém,
mà nó bị hao hụt vân vân, thì làm sao mà có chỗ để mà cho cái lòng vị tha nó trú ngụ hay là nó phát khởi được đó, đó. Do đó mà khi mà có ngã ấy đó, thì gọi là bị cái bức tường ngã ấy đó nó chặn đứng, thấy không? Cho nên nó luôn luôn nó cản bước với người, cái cản bước gọi là đến với người đó, thấy không? À, cho nên chính vì vậy mà Phật thường dạy đó, mình phải bố thí, phải hỷ xả, phải nhẫn nhục vân vân, tu cái hạnh đó, đó là để mà cởi mở bớt cái lòng ngã ấy đó. Không? Tức là bớt cái nghĩ về mình để sống đến với người nhiều hơn, không? Mà sống đến người nhiều hơn thì tức là nó sẽ cởi mở. Cho nên trong nhà Bồ Tát Hạnh thì Bồ Tát Từ Thiên có những đoạn ngài cũng nhắc đến cái điều này. Có đoạn ngài nói rằng các pháp ba la mật như bố thí, trì giới cần phải ngày càng tăng tiến, đừng vì việc nhỏ mà mất lợi ích lớn. Hãy thường nghĩ làm sao để cho tất cả mọi người, đó là bớt về cái nghĩ về mình, bớt cái ngã. Ngài nói những cái pháp như là những pháp ba la mật đó, như là bố thí, trì giới, không? Thì luôn thường thường đó, để làm sao cho mỗi ngày nó càng tăng tiến thì càng tốt, không? Chứ đừng để gì cái việc nhỏ mà mình để mất cái lợi lớn. Nghĩa là làm sao mà thường gọi là nghĩ để lợi ích cho tất cả mọi người, nghĩ đến lợi ích cho mọi người, đó là càng tốt. Cho nên mình bố thí là quên bớt cái của mình để nghĩ đến cái người, rồi trì giới cũng vậy, trì giới là cũng mà mình cũng bớt cái của mình đó, tức là để không có làm phạm, làm tổn hại đến người, đến vật. Thành ra những cái tu hành, những cái hạnh đó là để giúp cho mình quên bớt cái của mình, để nghĩ đến cái người. Đó. Thì đó là cái con đường để mà quên bớt cái tự ngã. Đó. Rồi, nên tán dương tiếng tốt của người mà giấu kín vinh dự của mình, tự nguyện làm kẻ thôi tớ hạ liệt, nỗ lực mưu cầu lễ cho đại chúng. Đó cũng là cái mà nghĩ đến người, quên cái của mình. Gọi là thường tán dương những tiếng tốt của người mà giấu kín cái vinh dự của mình. Không cần phải phô cái của mình. Nhưng mà thường thường ở đời thì ngược lại. Thì thường gọi là phe cái vinh dự của mình mà lại che cái tiếng tốt của người. Thấy người ta, thấy ta có tiếng tốt là không muốn khen, phải không? Là sợ họ sao? Họ hơn mình. Quý vị thấy không? Cho nên là đó là gì cái ngã ấy đó. Còn ở đây thì ngài dạy cho lại, bây giờ phải ngược lại, phải thường là tán dương tiếng tốt của người đi. Còn cái những cái dinh dự của mình thì giúp kính. Giúp kính, là không? Đó là bớt cái của mình. Rồi tự nguyện mình làm là kẻ, gọi là tôi tới hài liệt đó, kẻ thấp mà nỗ lực mưu cầu để cho đại chúng, đó là quên mình vì người, thì vậy đó là, tức là dần dần nó tiêu mòn bớt gọi là cái ngã, quên bớt cái ngã, cái tôi. Tóm lại, ngài nói tóm lại, xưa nay vì ích kỷ muốn lợi mình nên bao nhiêu việc làm tôi đều phương hại đến kẻ khác, nay vì lợi lạc cho người bao nhiêu tai hại tôi nguyện lãnh hết vì mình. Trước á, vì không biết cho nên là ích kỷ, cho nên muốn lợi mình thôi, cho nên những việc làm đó thì nó làm phương hại đến người khác mà cũng vẫn làm, không? Bây giờ thì hiểu ra đó, thì chuyển lại những cái là lợi lạc cho người á thì thường làm, không? Còn những cái mà thiệt thòi á, không? Thì thôi là mình là lãnh gì mình, không? Chịu thiệt thòi, không? Còn cái lợi đó gọi là nhường cho người, thì đó là cái tinh thần để mà mình gọi là xả bớt cái gọi là cái ta đi, thì vậy là mới đến gần với nhau, mới đến gần với người được, không? Thì quý vị thấy là như vậy thì trên đường tu thì mình thấy giống như là nó hơi ngược đời,
không? Đi ngược đời. Nhưng mà đây là để mình chuyển hóa những cái mê lầm, những cái vô minh, thấy không? À, bởi vì có như vậy thì mới có gọi là sự hiểu nhau, thì mới có đến với nhau. Thì vậy thì mình sống càng thêm nhiều bạn, phải không? Tức là có đến gần với nhau thì mới có nhiều bạn thêm, mà sống có nhiều bạn thêm thì không vui hơn nha, bất bạn, phải không? Nó càng thêm nhiều bạn thì càng vui thêm, như thế không? À, mà nếu mà tâm mình mà không có cởi mở đến người ta là cho các bạn nhiều, phải không? À, cho nên đây là những cái điểm mà mình gọi là học kỹ để nhận rõ, để rồi mình thấy được những cái lẽ thật này, để rồi mình cùng gọi là phát triển, phát huy nó ra đó, nghe không? Người ta thì gọi là lâu nay là gì, trong cái sự mê lầm, mê lầm rồi cứ bám theo cái tôi của mình đó, yêu mến nó quá, nghe không? Rồi thành ra nó hẹp hòi, có khi là nó ích kỷ, đó, từ đó mà gây thành những cái khổ đau. Bây giờ học đạo trở lại thì phải chuyển lại, nghe không? À, cho nên như là câu chuyện mà thiền sư Bàn Phê ngày có kể câu chuyện đó, là có người con gái nghe không? À, ở nơi xứ Âu Du được gả về nhà chồng. Trong thời gian sau, sống thời gian cái thì hai chồng gây gỗ. Hôm đó gây gỗ nặng, cô bỏ nhà chồng luôn, trở về nhà cha mẹ. Thì trên đường về, sau lại cô thấy những người đi nghe pháp. Nhân đó thì cô mới thôi để tháp tùng vào nghe pháp cho nó phê phả, nghe không? À, tức là nghe thiền sư Bàn Phê giảng pháp. Thì thiền cuối bài giảng pháp hôm đó thì cô mới thức tỉnh, nghe không? Tức là thường thường thì thiền sư Bàn Phê giảng là ngài nhấn mạnh đến là mỗi người đều có cái tâm Phật, nghe không? Tâm Phật gọi là nó bất sinh đó, nó sẵn sàng, nó thanh tịnh, nghe không? Nhưng người ta không biết giữ nó để chuyển hóa nó thành ra những cái tâm Atula, ngạ quỷ, súc sanh. Do đó mà đi vào trong trường mới làm, nếu mình khéo biết đó, không? Thì sống trở lại tâm Phật, thì chuyển hóa những kia, thì gọi là mọi người đó coi như mình làm gì Phật hiện tại chứ không đâu khác, không? Đó. Thì cô nghe cô thức tỉnh, cô mới quyết cô trở về nhà chồng để xin lỗi trở lại, không? Thì có một anh láng giềng, anh mới bảo đã là gây gỗ với nhau rồi mà bây bỏ về như vậy, bây giờ làm sao mà trở lại được, ha? Thôi thì chi bằng cứ về nhà cho mẹ thời gian đi, rồi tôi sẽ đưa chị trở lại nhà chồng để dàn xếp cho em dùng. Còn bây giờ mới đó mà trở lại thì sao, ha? Còn đang nóng hổi, thấy không? Nhưng mà cô cũng bảo không, chuyện này êm hay xuôi hay không êm gì cũng không sao hết, đây là cũng vì là cái lỗi tại tôi thôi. Tôi thì tôi phải đích thân mà gọi là hòa quản lại với nhà chồng, mà tôi xin lỗi quả lại. Nếu cái bài pháp kỳ diệu hôm nay chỉ một mình mà tôi nghe thì thật là uổng, cho nên là tôi cũng muốn san sẻ cho gia đình nhà chồng và phiên họ để cùng học đạo. Thì có như vậy thì sự nghe pháp của tôi mới thực có ý nghĩa, mới thấy là bây giờ là cô là tâm nó rất là rộng rãi, thấy không? Thì những người đi đường nghe vậy thì đều tán thán cô, thúc cô thầy mau trở về và trách cái anh chàng láng giềng kia đó, thấy không? Nói nghe là tuy là ngăn phiên nhưng mà thành là ngăn cản, làm cái việc nó không được hay lắm. Còn cô như vậy là quá hay, dám trở về mà gọi là còn đem bài pháp đó để mà gọi là chia sẻ cho bên nhà chồng để cho họ hiểu được Phật pháp và đạo lý nữa. Thì đúng là cuối cùng trong nhà chồng là rất là quan hỷ, thấy cô là mới đó mà chuyển đổi nhanh, không mà về xin lỗi mà cách gọi là chân thành tha thiết nữa thì làm sao mà bắt lỗi được. Rồi cô nhân tiện đó là cô mới kể ra là những cái bài pháp mà cô được nghe đó, thì bên nhà chồng còn cảm động thêm nữa. Thấy cô này sao mà mới nghe có bài pháp mà nó chỉ quá hay vậy, phải không? Thành ra rồi mới tìm hiểu để nghe, thì vậy đưa nhà chồng đến với đạo lý thêm nữa. Thì
Như vậy để cho thấy rằng đúng là rõ ra là ai cũng có tâm Phật, thấy không? Nhưng mà vì lâu nay mình bị che mờ thôi, thấy không? Cho nên khi được cái duyên mà nó gọi lại thức tỉnh thì mình nghe là chuyển quá thì nhận ra. Cho nên cũng như cô này cũng nhờ cái tâm Phật sẵn, cho nên nghe được bài pháp đó cái định gọi đúng đúng chỗ, thấy không? Cho nên cô tỉnh giác liền. Là và như vậy thì để thấy rằng cũng do nhờ nghe pháp đó rồi cô quên bớt cái ngã của chính mình đó. Trước kia là cô cứ sao cũng một bề là nghe của mình, phải không? Đó, một bề là nghe của mình thôi, cho nên là tới với trong nhà chồng là nói gì nói là cũng cứ cản lại thôi, phải không? Thì chính vì vậy đó mà thành ra có sự ra đi đó, như thấy không? Bây giờ thì chịu quên bớt cái của mình, không nghe theo mình nữa nhiều quá, phải không? Rồi thì đi về để mà xin lỗi trở lại đó thì đúng là dám quên mình, rồi còn nghĩ đến chia sẻ cái bài pháp đó cho gia đình chồng nữa thì vậy thì quá hay, tâm nó rất là cởi mở, phải không? Cho nên là đến gần với nhau nó dễ dàng. Trước kia thì vì lòng ích kỷ, không chỉ nghĩ đến mình, quá nặng về cái ngã ấy, nên thành ngăn cách. Bây giờ cởi mở ra thì nó thông cảm, ghi thấy. Thì đó là cũng là một cái bài học để cho mọi người gọi là quên bớt cái ngã ấy, cũng như cái lòng ích kỷ đó, để mà sống gọi là nó mở rộng cõi lòng nó nhiều hơn, không? Mà mình sống mở rộng cõi lòng đó thì sao? Thì cõi đời này sẽ bớt khổ. Gì thấy không? Nhiều khi người ta gọi là thường hay gọi là cái gì? Đóng kín cửa lòng đó. Phải không? Đóng kín cửa lòng đó thì không ai vô nổi hết. Phải không? Không ai vô nổi hết. Còn bây giờ mở rộng cõi lòng đó thì dễ vào, thì dễ ra, tức là dễ thông cảm. Mà dễ thông cảm thì ta sống được vui vẻ với nhau thôi. Thì quý vị thấy nhưng mà sự thật thì như là Phật dạy đó, mình là nói là mình là tôi là ta cái này cái kia, nhưng mà dùng trí tuệ mà xét cho thấu á thì có gì đâu, có gì đâu là mình. Quý vị chỉ ra ngay đây chỉ ra cái gì là mình đâu. Thân tâm này là cái hư dối thôi, cái thân này đó đúng theo Phật dạy đó, nó là cái năm quẩn hòa hợp chứ có gì đâu. Năm quẩn tức là năm thành phần, thấy không? Sắc tức là cái sắc thân này nè, sắc là gồm cái thân tứ đại, nó thuộc về vật chất cho nên gọi là sắc, thấy không? Đó. Thì vậy là ngay cái sắc đó thì nói sắc nữa có một thôi, nhưng mà nếu phân tích ra thì sao? Nó cũng thành nhiều, tức là bốn đại nó hợp lại chứ không phải là một thứ. Thì vậy là cũng thành ra nhiều thứ rồi. Rồi phần tinh thần á thì lại là thành bốn thứ nữa, gọi là thọ tưởng hành thức, tức là bốn thứ. Như thấy không? Thì vậy thì ngay trong cái thân năm quẩn này đó là mình đã thấy là nó không phải là gọi là nguyên thể, thấy không? Cái nguyên thể mà nó là nhiều cái kết hợp lại. Cho nên nếu mà mình nói theo cái endona giống như cái tổ hợp, thấy không? Tổ hợp thì thôi giống vậy, tổ hợp mà không năm thành phần gọi là hợp chung lại, nếu mà năm thành phần đó mà hết hùng nhau thì sao? Thì rã ra đi thôi, thấy không? Hoặc là nói nó là như là một cái gia đình năm anh em vậy thôi, nghe không? Gia đình năm anh em kết hợp lại, nghe không? Chứ có gì đâu, tức là năm anh em kết hợp lại thành cái gia đình đó. Nếu mà năm anh em này chia ra người đi ngã thì rồi nó cũng tiêu rồi. Như thấy rõ quá kỹ vậy thì thấy rõ phải vậy không? Tức là gia đình là năm anh em, nghe không? Sắc thọ tưởng hành thức, rồi cũng có cha có mẹ. Cha mẹ là gì quý vị biết không? Là cha vô minh, mẹ tham ái lắm, phải không? Vì vô minh tham ái vậy mới có ra năm anh em này, không? Mới có cái nhà này nè, phải không? Nếu mà không có vô minh tham ái thì đâu có nhà này, như thế không?
thì vậy có đủ thành một gia đình đủ không? Là thì gia đình này đó, thì về nếu mà gia đình đó là chia ra thì đâu còn gì nữa, chỉ đâu có cái gì gọi là ta là ngã, nghi kiểm rõ ràng nghi thấy không? Cho nên quán kỹ, quán cho sâu rồi đó, thì để thấy cái lẽ thật, thấy không? Thật một cái mà mình gọi là yêu mến, quý lâu nay đó, cho là yêu quý mình, yêu quý ta đó, thấy không? Thì đúng là gọi là như Phật nói là vọng tưởng, tưởng tượng thôi, tưởng tượng hay là cái khái niệm thôi, khái niệm có cái ta trong đó, chứ sự thật thì không phải vậy. Mà quán sâu, hiểu kỹ, thấy rõ đó thì mình mới có sự cởi mở. Chứ còn đúng ra đó, thì nói là thân này nó là vô ngã không phải là mình, thì quý vị học Phật lâu chắc hiểu hết rồi, thấy không? Nhưng mà hiểu nhưng mà thấy thì sao? Thì chưa thật thấy, phải không? Tức là hiểu đó là hiểu qua cái lời kinh hoặc là lời Phật, lời tổ thôi. Phật tổ là dạy vậy đó thì mình cũng hiểu vậy đó, nhưng mà chưa có thật thấy, không? Chưa thật thấy như vậy. Cho nên rồi cũng nghĩa là sao, cũng vẫn dính nó, cũng vẫn tham biếu nó, cũng vẫn bám lấy nó, do đó mà ngã ấy nó cũng vẫn còn. Còn bây giờ đó, mình học rồi đó thì thấy rõ là thật ra rồi đó, thì mình thường xuyên để mà quán chiếu, thường xuyên quán chiếu, quán cho kỹ, thấy cho rõ, thì nhờ cái gọi là cái thường xuyên quán chiếu vậy đó, rồi mình mới gọi là phát triển cái trí tuệ mà nơi chính mình thấy rõ. Thì vậy khi mà gặp chuyện đụng chuyện gì đó thì nó cũng từ trí tuệ đó mà nó phát ra, thì nó mới có sự ứng dụng. Cho nên đây là mình gọi là học rồi cái gì cũng nhớ vậy đó, không kỹ, đây là mình thường xuyên quán để thấy rõ những lẽ thật đó, để mình cởi mở bớt dần dần. Ở đây thì mình gọi là không có thể là gọi là một lần mà buông sạch, phải không? Nhưng mà hiểu rồi để mình cởi mở bớt dần dần, bớt dần dần những cái mê lầm đó, thì đó chính là cái con đường học Phật của mình, thấy không? Cho nên làm gì làm, không? Mình gọi là học Phật thì mình phải gọi là đi theo con đường trí tuệ là như vậy, đi theo đường trí tuệ là để mình thấy cho nó đúng cái lẽ thật, chứ không thể mà cứ tiếp tục theo cái chiều mê, biết đó là mê, mà lại cứ đi theo hoài thì sao? Đó, thấy không? Đã biết là mê, biết đó là gọi là khổ, không? Nhưng mà vẫn lao vào thì sao? Rồi đây đi cầu giải thoát, cầu ăn, cho nên mình mới thấy đó, mới thấy những cái những cái mâu thuẫn cái lòng của mình, không? Cho nên đây biết là mê, biết là khổ thì thôi là phải tránh, còn biết khổ mà cứ lao vào, nhưng mà thế gian thì đa số là vậy đó, không? Tuy biết là khổ mừng nhưng sao cũng vẫn lao vào, không dám bỏ, sợ bỏ mất vui. Thì thấy không? Lẽ thật ra cuộc đời nó vậy. Cho nên học Phật rồi đó, thì mình mới gọi là nhìn ra nhiều cái lầm mê của chúng sanh cũng như của mình ở trong đó lâu nay, đúng là nhờ có ánh sáng Phật soi sáng, mà nhờ mình mà mình khi càng thấy rồi đó thì lòng mình nó mới càng cởi mở ra, mà càng cởi mở thì mình mới càng thấy sáng sủa, càng bớt những cái gọi là vướng mắc, bớt vướng mắc thì chính ra là con đường an vui hạnh phúc, giải tỏa khổ đau. Cho nên nghĩa là mình nhớ trên cái con đường mà gọi là học Phật, thì
phải có gọi là cái tâm nó gọi là mạnh mẽ, không mạnh mẽ mà gọi là dứt khoát đó, dám làm, không thấy rõ nó rồi, không bây giờ là phải xác định nó, không xác định thấy rõ đó là cái con đường mê, đó là cái con đường khổ, thì giờ là phải nghĩa là chuyển hóa, không phải nghĩa là không thể và ngay đó là dừng hẳn, nhưng mà phải chuyển hướng, không chuyển hướng liền dần dần rồi để mà tiến lên, càng học Phật thì càng phải tiến lên theo cái con đường gọi là giác ngộ hay là theo cái chiều giác ngộ, rồi thì đó mới là cái đường đi của mình, không thì nhiêu đó thôi, thì quý vị thấy mình nghĩa là cởi mở được phần nào đó thì mình sẽ để được phần đó rất là lớn lao chứ không phải là nhỏ, không cho nên để mà tóm kết lại cho tất cả nhớ, ngã ái á, là cái thứ vô minh lâu đời, nó chỉ chuyên tạo phiền não khổ đau cho ta thôi chứ không có hay ho gì hết, mình nhớ kỹ. Thì bao nhiêu chúng sanh bị nó gạt từ đời này qua đời khác, nó gạt từ đời này qua đời khác đó không thôi. Thì chúng ta hiện nay đó thì học Phật là được nhờ ánh sáng chánh pháp để mà soi đến, thì mình phải cần để mà thấu rõ cái lẽ thật của nó đó để chuyển hóa chứ không lầm theo nữa, đó là xác định. Tức là cởi mở dần, không mà hãy cởi mở một phần á thì sao, thì giải thoát một phần, hãy cởi mở một phần thì giải thoát một phần, rồi cởi mở hết á thì giải thoát hoàn toàn, vậy thôi. Còn không chịu á, cứ cột á thì sao, từ từ chịu khổ, đúng không? Đó là con đường đi nó rõ ràng vậy. Cho nên nhớ rõ, không gọi là cái mà mình gọi là tự ngã này hay gọi là cái ta này đó thì nó chỉ là một cái gọi là một cái tổ hợp hay là một cái gia đình, không trung hợp lại thôi chứ không có gì chân thật gọi là một cái thực thể trong đó, cho nên quên nó đi thì sẽ sống thênh thang rộng lớn, không còn gọi là bám vào nó thì nó sẽ thu hẹp trở lại. Đó. Mà quên đi á thì gọi là tâm sống thênh thang rộng lớn thì mình sẽ thấy rõ cái câu nói của người xưa là đại thiên sa giới ngoại hà xứ bất vi danh, không tức là cả ngoài cõi tam thiên đại thiên thế giới rộng lớn thênh thang đó có chỗ nào không phải là nhà của mình đâu, đó, tâm lúc đó là tâm đó thênh thang, còn bây giờ là nhà của mình nó có chút này à, nhà có chút này thôi, còn ở kia là thấy nhà nó thế gian rộng lớn, nó gọi là cả cõi tam thiên đại thiên thế giới ngoài đó nữa cũng là đâu cũng nhà nhà hết, thì sống nghe thấy là vui vẻ không, còn mới bây giờ mình thấy nhà mình nó chỉ có chút này thôi, đó, quá hẹp, thì vậy là làm sao mà vui rộng lớn được, do đó mà chỉ nhiêu đó thôi thì quý vị thấy là cái lẽ thật hay là cái lợi ích lớn lao của cái con đường của mình đi khi mà mình quên cái ngã ấy thì như vậy thì mỗi người đã nghe học hiểu cũng rõ rồi đó, thì từ đây về sau thì cũng nhớ để cố gắng mình cởi mở dần bớt. Giờ quý vị chịu là cởi mở hay là cột lại? Đó, chịu cởi mở thì cởi mở dần. Cởi mở dần thì đó là con đường giải thoát. Chứ không gì khác. Người ta thường nghe nói giải thoát, tưởng đâu là giải thoát là ở cõi nào á. Phải không? Thường nghe nói là giải thoát là bỏ bờ này đến bờ kia, không bờ kia là cõi nào á, phải không? Thì nghĩ là giải thoát là lên cõi nào đó,
thành ra đó là bị ngôn ngữ gạt, không hay. Chứ sự thật á, giải thoát không ở chỗ nào hết, mà ở đâu? Ở ngay nơi tự tâm của mình, chứ không khác. Tâm mình cột á, thì tức là cõi nào? Tâm mình cột vào tức là bờ này, là cõi sinh tử, là cõi phiền não, cõi khổ đau, chứ không gì hết. Còn tâm mình mà mở thì đó là giải thoát, chứ cõi nào nữa. Cho nên giải thoát là ngay nơi tâm, chứ không phải là cõi nào hết. Tâm mình mà không còn dính mắc gì hết thì tức là giải thoát chứ nữa, phải không? Tức là giải thoát là tâm giải thoát, chứ không phải là cõi nào, phải không? Rồi, nhớ. Cho nên giải thoát nó cũng không có nằm ở trong chữ nghĩa nào hết, không có nằm ở trong bộ kinh nào hết, phải không? Phải không? Kiểu mà phải không? Không có nằm trong bộ kinh nào hết, cũng không có nằm trong chữ nghĩa nào hết, mà nằm ngay nơi từ tâm của mọi người. Cho nên khi tâm mà nó sạch hết những cái bám víu, tức là những cái nhân mà gọi là mê lầm trói cột đó, thì không còn có nhân thì sao? Thì đâu có quả, không có nhân thì đâu có quả, thì vậy tức là giải thoát gì nữa? Vì sao? Giải thoát niết bàn cũng là ngay chỗ đó, thì đâu có xa vời gì đâu, vậy đấy rõ. Cho nên học kỹ rồi á, thì thấy được cái đường đi nó rất là gần gũi là mình, chứ không gì. Tuy nhiên thấy gần vậy đó, nhưng mà làm thì sao? Khó. Thì bây giờ khó là tại sao không? Tại vì cái mê lâu đời, tức là quân tập lâu đời, chứng gì hết. Tức là cái thói quen mê lầm đó, mình quân nó lâu đời quá rồi. Lâu gọi là quân nó thành là thói quen rồi. Thì nó bây giờ gọi là muốn quên là cũng khó quên, phải không? Giống như mấy người ghiền đó, phải không? Vậy thôi, tập lâu quen nó ghiền, ghiền giờ muốn bỏ thì khó bỏ, nhưng mà rồi quyết bỏ thì nó cũng hết. Thì cái này cũng vậy đó, những cái này do mình tập lâu rồi nó quen, nó giống như là những cái mình nói là những cái tâm thức của mình nó hay nghĩ ngợi thế này thế kia đó, thì đó thành thói quen. Thói quen nó hay nghĩ về cái điều đó, thấy không? Tại bây giờ mình tập sống gọi là quân vào cái gọi là cái như trí tuệ gọi là trí tuệ vô lậu, hay là trí tuệ giải thoát, đó. Thì giờ mình quân theo cái chiều này để mình thường hướng về chiều này, thì nó quen rồi thì nó thường nhớ theo cái chiều giải thoát, thì nó cởi mở bước như vậy kia, cởi mở dần đó là cái những thói quen thôi, và gọi là chính vì những gọi là những bậc hiền bậc thánh ngày xưa thì các ngài cũng vậy thôi, thì cũng tự như chúng sanh mới làm, các ngài tu tập rồi chuyển hóa hết thì nó thì thành hiền thành thánh thôi, chứ cũng đâu phải là đâu xa, phải không? Thì mình cũng vậy thôi. Giờ biết đó là những cái nhớ là những đó là những cái thói quen thôi, mình do mình quân lâu thành ra nó quen nhiều đời, thì bây giờ thì không thể là ngay một lần cái thì quên gì hết, nhưng mà cũng quyết để mà chuyển hóa thì rồi cũng cởi mở hết, bởi vì nó không có thật, nhớ gì đó, không có cái thật thể, không thật thể gì hết, cho nên nói nó là cũng giống như là gọi là giống như ban đêm người đi đường thấy phương đông là phương tây thì nó gọi là lầm. Nhưng mà khi mà được có ánh sáng đèn của ai đó đưa lên chỉ rõ thì mình liền nhận ra phương tây là phương tây, phương đông là phương đông, thì hết lầm. Thì vậy cái lầm đó đi đâu? Đâu có đi đâu. Tại nó không có thật. Thì những cái lầm mê của mình cũng vậy thôi, nó không có thật, trên khi mình giác rồi thì nó hết rồi, chứ không có đi đâu. Chứ còn người ta nhiều khi rồi tu tập rồi còn phải đã giác rồi còn phải tìm lại coi cái mê đó đi đâu. Nó hết rồi đi đâu thì tức là sao? Còn mê. Rõ ràng là còn mê, tức là còn thấy muốn thấy lại nó, tức là muốn thấy cái mê nữa. Còn đã nói là mê rồi thì giác là sống nó, phải không?
còn muốn tìm lại coi nó ở đâu nữa, đi đâu nữa, thì tất nhiên là lại muốn tìm cái mê trở lại. Đâu biết không? Đó cái lầm của ta nhiều khi đó, bởi vì nhiều khi không khéo là cũng có cái lầm đó, phải không? À, cho nên ở đây mình học học cho thấu đáo rồi đó. Ừ. Thì như vậy để tóm kết lại thì mong tất cả không đã học hiểu rồi thì khéo để thấu được cái chỗ lầm mê lâu nay đó, để rồi sống nó nhẹ đi cái sự gọi là trói phục vào cái ngã ái này, không? Thì gọi là từng bước mình sẽ thấy được niềm vui giải thoát rõ ràng ngay như mình, không nghi, không có tiền đầu xa, không? Đó là cái bài học tuần này. Cô chung tất cả hồi hướng nguyện